Xin chào, mình là Theo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Bích ơi, mình sẽ giúp bạn. Tony đang háo hức chuẩn bị đi giao hàng ngày hôm nay. Nào hãy lắng nghe, bạn có luật giao thông rộng ràng. Nếu như muốn chuyển làn đường thì bạn nhớ phải bật xi nhan. Còn nếu như gặp đèn đỏ thì bạn nhớ phải dừng thẳng hàng và tuyệt đối không được chen ngang. Hả? À, đây là một chiếc xe chở hàng lớn. Tên cậu ấy là Bích. Hả? Bạn vượt qua vạch dừng rồi kìa Bích. Ồ, vậy hả? Bạn mà vượt qua vạch dừng thì có thể gây nguy hiểm cho người băng qua đường á. Ồ, mình xin lỗi, mình không biết. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Lần sau nhớ cẩn thận hơn á. Ờ, mình nhớ rồi, cảm ơn. Ủa? Chào Thái Vô. Chào Tony. Nhìn bạn vui quá vậy. Bộ hôm nay có gì thú vị hả? Tại vì tất cả những chiếc xe buýt nhỏ sẽ có một ngày được về sớm. Sau đó tụi mình sẽ về trạm xe và tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Thì ra là vậy. Bạn cũng tới tham gia nha Tony. Càng đông càng vui mà. Chắc là không được đâu. Hôm nay mình có nhiều hàng cần phải giao lắm. Vậy thì buồn quá. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm mọi việc thiệt là nhanh. Thật không? Hy vọng là bạn sẽ đến. Mình sẽ gặp lại bạn ở trạm xe nha. Được. Mình phải làm nhanh lên mới được. Chừng nào thì xe buýt đồ chơi của con mới tới vậy? Con háo hức lắm rồi. Sẽ có sớm thôi mà. Ô, nhìn kìa, tới rồi. Giao hàng đây. Tuyệt quá à. Ủa, sao mọi người lại đợi ở ngoài này? Tại vì con của chú đang háo hức được nhìn thấy đồ chơi mới của nó đó mà. Thì ra là vậy. Vậy là giờ em ấy có thể chơi với nó được rồi. Cháu không biết hộp nào là đựng đồ chơi xe buýt. Hả? Chở hết đống hàng đó một lần thì nguy hiểm quá à. Mình phải nhắc bạn ấy mới được. Cái hộp nào là của chú vậy hả Tony? Cái này nè. Hả? Ồ, được rồi. Vậy cháu đi trước nha. Nè, chờ mình với. Nè. Hình như Tony bận lắm thì phải. Ba ơi, ba mở nó ra mau. Được rồi con trai. Đây không phải là xe buýt đồ chơi. Bây giờ thì xong hết việc rồi, mình có thể về. Có chuyện gì vậy? Thật ra lúc nãy Tony có ghé qua đây để giao cho tôi một kiện hàng. Nhưng thật không may đã giao nhầm hàng mất rồi. Đó là món quà mà tôi dành tặng cho con trai. Phải làm sao đây? Tony giao nhầm sao? Tôi cần phải gặp Tony để lấy thùng hàng của tôi về. Nhưng Tony đã đi mất rồi. Vậy để cháu đi tìm Tony rồi báo cho chú biết. Vậy à? Vậy có tiện cho cháu không? Dù sao thì cháu cũng xong việc hôm nay rồi. Nên không có sao đâu ạ. Vậy thì nhờ cháu giúp chú. Cảm ơn cháu. Cảm ơn biết. Cuối cùng cũng giao xong hết rồi. Mình xong việc sớm hơn mình đã nghĩ. Giờ thì chạy tới trạm xe buýt. Tony. Tony. Biết hả? Bạn đi rồi. Mình tìm bạn nãy giờ mà không thấy. Bạn tìm mình hả? Không có chuyện gì. Bạn giao nhầm thùng hàng rồi đó. Sao chú? Làm gì có chuyện đó. Bạn nhớ lại đi. Cậu bé đang chờ chiếc xe buýt đồ chơi đó. Chiếc xe buýt đồ chơi hả? Ý bạn là... Hả? Có rồi. Ôi không. Họ vẫn đang chờ bạn đó. Bạn nhanh lên đi. Nếu mình mà quay trở lại đó mình sẽ trễ hạn với Thái Vô. Ý của bạn là sao? Mình đang trên đường chạy tới trạm xe buýt để dự tiệc. Mà chắc là không còn cách khác rồi. Tại mình sai mà. Hay là mình giao giùm cho bạn nha. Thiệt hả? Tất nhiên, bạn cứ chạy đến trạm xe để dự tiệc với mọi người. Bạn có chắc là giúp mình được không? Không sao đâu, cứ để cho mình lo. Vậy thì cảm ơn bạn nhiều lắm. Không có gì. Tha vô xe buýt nhỏ.
chiếc xe biết của con. Cảm ơn vì đã đem nó về đây nha biết. Dạ không có gì đâu ạ. Bây giờ thì cháu đi đây. Tạm biệt. Ừ. Hẹn gặp lại anh biết. Cảm ơn anh. Giúp được cậu bé mình rất hạnh phúc. Hả? Sao nhiều xe quá vậy? Hình như phía trước đang kẹt xe. Tony và những chiếc xe buýt nhỏ đang vui vẻ với bữa tiệc ở trạm xe. Quẹo từ từ như vậy nè, thấy chưa? Bạn làm tốt thật đó, bạn có số điểm cao thật đó. Thì mình làm tốt mà. Bạn làm tốt thật đó, Tony. Đúng rồi đó. Cứ tuân thủ luật lệ giao thông thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Không biết có chuyện gì mà Lani vẫn chưa về. Chắc em ấy sẽ về sớm thôi. Mình chơi trò trốn tìm đi. Cũng được đó. Nhiều xe quá. Mình cần phải đi đường lớn. Không biết mình có chen vào được không. Cứ thử thôi. Cua gấp như vậy rất là nguy hiểm. Tôi xin lỗi. Mình phải làm gì đây? Đường xá kẹt cứng ngắc rồi. Di chuyển đi chân. Sao đứng yên đó vậy? Sao không chịu đi mà đứng đó nữa? Ôi không, không ổn rồi. Sao hôm nay kẹt xe quá chừng vậy? Chắc là mọi người đã về trạm xe buýt hết rồi. Là biết kìa. Anh biết. Chào Lani. Anh đang làm gì vậy? Anh cố gắng chen vào làn đường của anh, nhưng cuối cùng bị kẹt ở giữa mất tiêu rồi. Thôi chết rồi, vậy bây giờ anh phải làm sao? Làm ơn chạy tới phía trước giùm đi. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh biết. Em phải đi trước rồi. Tạm biệt Lani. Tìm được bạn rồi. Bạn làm mình giật mình. Mình tìm được hết mọi người rồi. Mình cứ nghĩ trốn ở đây bạn sẽ không tìm được. Hình như Tony tìm ra Tayo rồi. Nhìn kìa, Lani về rồi. Xin lỗi mấy anh em về trễ. Xin chào. Anh Tony cũng có ở đây hả? Xong việc anh chạy tới đây luôn. Sao em về trễ quá vậy Lani? Trên đường về em bị kẹt xe ghê lắm. Nhưng mà em đang lo cho anh Bích á. Ở đó còn nhiều xe quá nên anh không có di chuyển được. Bích hả? Em muốn giúp anh ấy nhưng mà em không làm được gì hết. Khoan đã, bạn ấy bị kẹt là vì mình. Ý của bạn là sao vậy? Mình đã giao nhầm hàng cho nên Bích giúp mình đi giao lại đó. Mình phải tới đó để giúp Bích đây. Tony. Chờ với. Mệt quá, di chuyển đi. Kẹt xe quá vậy. Nhìn dòng xe kẹt cứng ngắc rồi kìa. Biết đang ở đâu ta? Anh ấy ở bên kia kìa. Xe nhiều như vậy thì bạn ấy không thể vào làn đường được. Nè mọi người, làm ơn xích qua. Có một chiếc xe hàng lớn đang bị kẹt ở bên kia. Làm ơn xích qua nhường chỗ. Sao kẹt xe quá vậy? Nhanh lên đi. Không ai chịu nghe mình nói. Mình phải tìm cách gây sự chú ý của mọi người. Làm gì đó đi Tony ơi. Đúng rồi. Mình biết phải làm gì rồi. Phải tạo ra âm thanh. Chúng ta có thể làm mọi người chú ý nếu các bạn bấm còi. Còn mình đi giải thích với mọi người. Được thôi Tony. Mình đếm đến ba nha. 1, 2, 3. Vô, hãy nghe mình. Xe đông quá rồi ta làm sao di chuyển được. Mất thời gian, công việc ta thêm gian nan. Bạn nhỏ màu cam xin nhường cho anh kia. Nếu muốn trống đường, theo ý mình thì nhanh chóng thôi mà. Ta biết nhường và không quá vội thì không ai mắc kẹt. Đường thì hơi hẹp, chạy thứ tự rồi cũng sẽ đẹp. Tuân thủ luật giao thông. Luật giao thông. Tuân thủ luật giao thông. Luật giao thông. Mình di chuyển được rồi. Cuối cùng thì biết cũng di chuyển được. Chúng ta làm được rồi.
Cảm ơn các bạn vì đã giúp mình. Bạn bè thì phải giúp nhau chứ. Em thấy rất vui vì không xảy ra tai nạn gì hết. Mình xin lỗi Bích, nếu mình giao đúng kiện hàng thì đã không có chuyện. Bạn đừng lo, mình lúc nào cũng rất vui nếu giúp được bạn bè mà. Mặc dù có lúc mình cũng hơi lo lắng. Dù sao cũng cảm ơn bạn một lần nữa. Nè Bích, bạn có muốn hát cùng mình trên đường về không? Hát hả? Mình hát hả? Phải, hát theo mình đi Bích. Dù nè, nếu như gặp đèn đỏ thì bạn nhất phải dừng thẳng hàng. Ồ, dừng lại khi thấy đèn đỏ hả? Bạn hát gì vậy? Mình không giỏi hát đâu. Thử lại lần nữa đi ha. Khi gặp đèn đỏ thì nhớ là phải dừng lại. Thật tuyệt khi thấy Tony và Biết giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành công việc. Tony rất biết ơn vì sự tốt bụng của Biết. Nhưng mà vui thiệt đó nha. Thật khó để giúp đỡ người khác. Rookie và Pat đang trên đường chạy tuần tra. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Hả? Hả? Ở đó có chuyện gì thế? Mau qua đó kiểm tra thôi. Rắc rối rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Tayo. Chú Pat. Tayo, chuyện gì xảy ra vậy? Dạ, chú cũng thấy rồi đó. Ở chỗ này không có ai hết. Ở đây cũng vậy luôn á. Nếu chúng ta bị bắt một lần nữa thì chắc chắn cũng gặp phiền phức lớn. Speedy và anh Sai, chạy chậm lại thôi mọi người. Mình phải giao những cái này cho đúng giờ. Khoan đã. Ôi không, tất cả là lỗi của bọn mình. Đó là chú Pat. Mau chạy khỏi đây thôi. Chờ mình với. Đừng lo, không ai có thể tìm thấy được chúng ta đâu. Chắc bạn nói đúng rồi. Ôi, mình là người duy nhất biết chỗ này mà. Sai ơi. Chuyện gì? Hai cậu kia. Tiêu rồi. Đây không phải là lần đầu tiên đã có người bị thương rồi đó. Đều là lỗi của Speedy hết đó. Cái gì? Sao có thể là lỗi của mình chứ? Đã tới nước này thì hai cậu chính thức bị đình chỉ. Cái gì? Không thể nào. Làm ơn đi mà. Bọn cháu sẽ không làm như vậy nữa. Dạ. Vậy được. Được rồi. Đây, chú sẽ cho hai cháu thêm một cơ hội nữa. Cái này là gì vậy? Nếu các cháu làm việc gì tốt và được người làm chứng ký tên thì các cháu sẽ được hoạt động lại bình thường. Phải làm việc tốt sao? Việc đó thì liên quan gì tới đình chỉ hả chú? Vậy các cháu muốn đình chỉ luôn bây giờ không? Không, ok của cháu là... Nếu các cháu không làm được việc gì tốt trong ngày hôm nay thì các cháu sẽ bị đình chỉ thật đó. Dạ. Việc tốt hả? Có nghĩa là sao chứ? Được rồi, mau nhanh tay lên. Chúng ta phải làm cho xong hết việc trong hôm nay. Mình biết rồi, chúng ta có thể giúp các bạn ấy với công trình xây dựng. Đợi mình với. Chào Max. Chào Speedy, chào Sai. Hai bạn đến đây có chuyện gì? Đến để giúp các bạn đó. Phải. Hai bạn muốn giúp tụi mình hả? Phải. Nhưng sau đó bọn mình muốn cho các bạn ký tên vào cái này. Ký tên? Đầu tiên, hai bạn phải đẩy cát với những chiếc xe đẩy này. Khi nào bạn làm xong thì mình sẽ ký tên cho bạn. Không thành vấn đề. Nè, mình làm trước. Mình cảm thấy hơi lo lắng. Mình sẽ làm nhanh thôi hà. Gì vậy? Trời ơi. Vô quá. Trời ơi.
Speedy. Đứng lại, Speedy. Các bạn ấy đang làm trò gì vậy? Nhưng hai bạn ấy nói là muốn giúp đỡ mà. Speedy. Nên chúng ta chỉ có thể cho các bạn ấy ôi không, các bạn mau ra khỏi nơi này đây. Chúng ta đã cố giúp rồi mà. Phải, vậy mà các bạn ấy không thèm ký tên vào. Chào hai anh. Có chuyện gì với hai bạn vậy? Đó là một câu chuyện dài. Mà các bạn đang đi đâu vậy? Tụi mình làm xong việc sớm nên đang định giúp Ruby nè. Giúp Ruby? Dạ phải, tụi em định giúp chị ấy dọn dẹp chỗ sân chơi. Nếu bọn mình giúp các bạn ấy thì chúng ta sẽ được ký tên vào. Mình sẽ giúp các bạn. Mình nữa. Hai người đó đang làm gì vậy? Em cũng không biết nữa. Tayo, xe buýt bé nhỏ. Các bạn cứ đi nghỉ ngơi đi, bọn mình sẽ lau dọn cho. Tại sao? Chúng ta có thể cùng nhau làm mà. Mình đã nói rồi mà, bọn mình chỉ cần chữ ký của các bạn thôi. Cho nên các bạn cứ đi đâu đó chơi đi ha. Đi. Cũng được. Chúc may mắn nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu dọn dẹp thôi. Đi thôi. Chắc bây giờ họ làm xong rồi ha. Chuyện gì thế Robby? Coi nè, các bạn thấy sao? Cái gì vậy nè? Thậm chí còn dơ hơn lúc chưa dọn nữa. Bây giờ thì hãy ký cho bọn mình đi. Ký đi. Không thể được. Tụi em sẽ không ký gì hết. Chỗ này còn dơ trước khi dọn nữa. Ê, chơi gì mà không công bằng. Bọn mình đã dọn dẹp cho các bạn đó. Phải, em đâu có làm gì đâu. Em sẽ không ký. Tại sao lại không? Có chuyện gì ở đây thế? Hai đứa lại tiếp tục gây chuyện hay sao? Dạ là lỗi của Sai đó chú ơi. Dám bịa chuyện hả? Là lỗi của Speedy đó chú. Chú thật sự không thể nào tin hai đứa được. Như vậy đủ rồi. Bây giờ thì hai đứa chính thức bị đình chỉ. Hai đứa có thể đi về nhà. Nhanh lên. Nếu lần này còn không biết cư xử nữa thì hai cậu sẽ không được phép chạy trên đường nữa đâu. Ôi không. Bọn mình chỉ muốn giúp thôi mà. Phải, mình cũng không biết là mình đã làm gì sai nữa. Được rồi, chúng ta dọn dẹp thôi. Sai, là do bọn mình gây ra hết đó. Ôi, các bạn ấy vẫn đang dọn dẹp kìa. Vậy mà mình cứ tưởng bọn mình đã giúp chứ. Nhưng hình như bọn mình chỉ làm mọi việc tệ hơn. Nhưng vì bọn mình bị đình chỉ rồi nên hãy cùng nhau về thôi. Phải. Chúng ta sẽ bị trễ. Ủa, đó là chú Sito. Đúng vậy. Có chuyện gì vậy chú Sito? Chú phải chở các du khách này đến sân bay, nhưng bây giờ chú không thể chở được vì xe bị xẹp lốp rồi. Chú sợ là họ sẽ bị trễ chuyến bay mất. Cái gì? Phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị trễ. 1, 2. Mình muốn chở 4 du khách này đến sân bay đó. Nhưng chúng ta bị đình chỉ rồi, bà không nhớ hay sao? Nếu hai đứa không cư xử đúng thì hai đứa sẽ không được chạy xe trên đường nữa đâu. Có lẽ chúng ta không nên. Chúng ta đều bị trễ chuyến bay rồi. Chúng ta lỡ chuyến bay hả mẹ? Sẽ ổn thôi mà, không sao đâu con. Sai, mình thật sự rất muốn đưa mọi người đến sân bay đó. Mình cũng vậy. Chúng ta hãy cùng đưa mọi người đến sân bay. Chú Sito, bọn cháu sẽ đưa mọi người đến sân bay nha. Thật hả cháu? Dạ. Speedy và Sai đã lái xe chở 4 du khách đến sân bay an toàn. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn nha. Mình rất vui vì không có ai bị trễ chuyến bay. Mình cũng rất vui nữa. Mình cảm thấy rất tự hào. Hả? Đó là Tayo và Lani. Chào các em. Hả? Các em đã trên đường về nhà hả? Tụi em vừa mới dọn dẹp xong luôn. Bà
bọn mình thành thật xin lỗi. Đều là lỗi của bọn mình. Không sao đâu mà. Nhưng mà không phải là hai người đang bị đình chỉ hay sao? Lỡ như chú Rocky và chú Pet phát hiện thì sao? Speedy, Shai, hai đứa đang làm gì ở đây thế? Mau dừng lại. Chú nhớ là đã đình chỉ hai đứa rồi mà, tại sao lại như vậy? Đó, bạn thấy chưa? Bọn cháu không cố ý nhưng... Lại tiếp tục viện cớ nữa chứ gì? Chào mọi người, các cháu đây rồi. Chú đang tìm các cháu đó. Chú Sito. Chú vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn các cháu. Cảm ơn các cháu nha. Ý của chú là sao? Hôm nay xe của chú bị xẹp lốp nên không di chuyển được. Nhờ có Speedy và Shai để chở hành khách đến sân bay giùm chú. Nhờ có các cháu ấy mà mọi người mới không bị trễ chuyến bay. Hả? Chuyện này có phải là sự thật không? Dạ phải. Hả? Cái này là... Đây là những hình dáng mà chú tặng cho những người làm việc tốt. Sao chứ? Nhưng mà bọn cháu đã không giữ lời hứa mà. Đúng vậy, nhưng các cháu vẫn cố gắng giúp đỡ người khác dù biết là mình sẽ gặp rắc rối. Luôn sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần chính là phẩm chất của một người tốt. Như vậy các cháu xứng đáng không bị đình chỉ nữa. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng nha. Làm tốt lắm. Các cháu có chắc với chú là sẽ không gây thêm chuyện gì nữa không? Dạ, đương nhiên là không rồi. Bởi vì bọn cháu là những chiếc xe ngoan. Speedy và Shai đã học được cách giúp đỡ người khác. Bây giờ thì các bạn ấy đã biết được giúp đỡ người khác vui như thế nào. Tayo và Bon Bon. Đúng là một buổi sáng đẹp trời. Tayo đang chạy xe trên đường cao tốc bên bờ sông. Đẹp quá à. Wow, mỗi lúc đến đường cao tốc cạnh bờ sông đều khiến mình cảm thấy thật tuyệt vời. Ở đó chúng ta có thể xem Carrie lái xe trên cầu. Carrie là xe tải chuyên chở các bạn xe hơi. Và cô ấy đang chở 4 chiếc xe hơi mới. Trong số đó có một bạn xe khách nhỏ tên là Bon Bon đang ngủ say sưa. Họ đang đi rất nhanh. Đáng yêu quá. Các em ấy đang ngủ rất say. Bạn có sao không? Mình nghĩ là không sao. Ôi, các bé tội nghiệp. Thì các bé sợ hả? Không sao đâu, không sao đâu mà. Mình rất xin lỗi. Không sao đâu. Mình tiếp tục đi đây. Mọi chuyện ổn cả rồi mà. Đừng khóc nữa, các bé ơi. Có chị ở đây nè. Ôi không, Carrie không hề để ý rằng cô ấy đã để quên bạn xe khách lại ở phía sau. Wow, cảm giác thật tuyệt. Hả? Tại sao bạn ấy lại dừng lại? Có chuyện gì à? Xin chào, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Hả? Em ấy đang ngủ. Nè, dậy đi, em không thể ngủ ở đây được đâu. Em ngủ trên đường như thế này rất là nguy hiểm. Em phải đi tiếp thôi. Hình như anh và em chưa từng gặp nhau. Anh tên là Tayo, còn em tên gì? Tayo, em tên là Bon Bon. Bon Bon. Đúng là cái tên dễ thương. Vậy đây là lần đầu tiên em đến khu này hả? Dạ đúng. Hôm nay là ngày nghỉ của anh, hay là anh dẫn em đi chơi quanh đây nha? Tốt lắm, dù sao thì anh cũng đang rảnh, đi thôi. Hôm nay là ngày nghỉ của Tayo phải không? Dạ đúng, em đang tự hỏi không biết ảnh đang làm gì. Anh cũng thắc mắc. Hả? Sao vậy? Lani,
Em nhìn đằng kia xem. Ôi trời, đó là mấy bé xe hơi, nhìn dễ thương quá à. Kenny, mình tiến tới xem gần hơn đi. Dạ, xin chào. Xin chào. À, xin chào các bạn nhỏ. Các bé xe hơi dễ thương quá. Chắc là các em ấy đang ngủ đó. Các bé đang ngủ đó. Chị thật tài giỏi, cùng một lúc có thể chở ba em xe hơi luôn. Chuyện nhỏ đó mà. Em nói có ba là sao? Dạ đúng mà, chỉ có ba thôi. Có hai em ở trên và một em ở dưới. Vậy là ba em mà phải không? Không thể như vậy. Nhưng đang chạy mà vẫn mở cửa phía sau thì nguy hiểm quá. Cái gì? Ôi không. Ôi, chẳng lẽ là có vấn đề gì sao? Ôi, chuyện không hay đã xảy ra rồi. Chị phải đi tìm em ấy. Wow. Đây là thành phố, em thấy thế nào? Rộng lớn đúng không? Dạ. Đèn giao thông chuyển rồi, chạy chậm lại thôi. Không, Bon, dừng lại. Bon, đó là đèn đỏ, sao em không giảm tốc độ chứ? Em xin lỗi, em không biết điều đó. Em không biết sao? Chẳng lẽ em không học luật lệ giao thông hả? Luật lệ giao thông là cái gì? Có nghĩa là đèn đỏ là dừng lại. Hiểu chưa? Giỏi lắm, anh sẽ chỉ cho em, nên cứ đi theo hướng dẫn của anh nha. Dạ, em hiểu rồi. Taiyo rất hào hứng dạy cho Bon Bon luật lệ giao thông trong khi họ đang dạo quanh thành phố. Nè Bon Bon, em đang làm rất tốt, đi thôi. Nè Bon Bon, công nhận em giỏi thật. Bon Bon, bây giờ anh sẽ dẫn em đi tham quan trạm xe buýt nha. Trạm xe buýt? Đúng vậy, ở đó có rất là nhiều bạn. Sẽ rất vui khi chơi cùng các bạn ấy. Dạ, dẫn em đi liền đi. Tốt lắm, đi thôi. Dạ. Sẽ vui lắm đây. Em hào hứng quá. Taiyo, xe buýt nhỏ. Bon, em ở đâu? Ôi, không, em ấy cũng không có ở đây. Em đi đâu rồi? Xin giới thiệu với em, đây là nơi mà tụi anh ở. Wow. Em thấy sao? Có thích không? Dạ có, nơi này đã thiệt á. Bây giờ cũng là lúc mà các anh chị sắp về rồi. Dạ. Họ về rồi kìa. Tụi mình về rồi đây. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Sao hả ta vô? Xin chào. Em ấy là ai vậy? Em gặp em ấy ở trên đường cao tốc hôm nay. Em nghĩ là sẽ rất vui khi dẫn em ấy về đây đó. Được rồi Bon Bon, cùng chơi nào. Thích quá. Bon, em ở đâu rồi? Ồ, là Kerry đó mà. Ôi, không. Kerry. Chào chú Sito. Lâu rồi không gặp Kerry. Cháu làm gì ở đây? Một trong những bé xe cháu chở hôm nay bị mất tích rồi chú ơi. Cái gì? Cháu đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy chút dấu vết nào của em ấy. Cháu đang định đến đồn cảnh sát. Phải đó Kerry. Kerry, cháu vẫn ổn chứ? Trông cháu rất mệt mỏi. Dạ, cũng đã lâu rồi cháu chưa nạp nhiên liệu đó chú. Như vậy không được Kerry, chúng ta phải đến trạm xe để nạp nguyên liệu cho cháu. Nhưng mà cháu còn phải đi tìm cho bằng được Bon. Nhưng mà cháu phải nạp nguyên liệu thì mới có sức tìm em ấy. Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với em ấy thì sao? Dạ rồi. Tốt lắm, đi theo chú đi. Dạ. Anh là xe hơi thần kỳ. Đó là cái gì vậy? Anh làm thế hồi nào? Cái gì? Bon Bon làm tốt hơn nhiều á. Không thể nào. Không thể nào.
Nói y chang anh Rogi luôn. Wow, Bon Bon thật sự rất giỏi. Bon Bon giỏi, Bon Bon có thể bắt chước mọi thứ. Thật hả? Vậy em có thể làm được như vậy không? Hả? Ơi. Bum 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 bum. Bon Bon có thể làm được. Bum 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 bum. Bon Bon, em là giỏi nhất đó. Phải, anh nghĩ là em làm hay hơn ta vô luôn á. Xin chào các bạn nhỏ. Chào chị Hana. Các em đều thấy vui chứ? Dạ vui. Tốt, nhưng trời đang tối dần. Bon Bon, em cũng nên đi về nhà. Về nhà sao? Phải, em không định về nhà sớm sao? Carrie sẽ chở em về nhà. Carrie hả? Carrie hả? Là ai vậy? Carrie là ai vậy? Bây giờ bạn ấy đang ở đâu? Chị ấy kìa. Bon Bon. Có biết là chị tìm em khắp nơi không? Thì ra chuyện là vậy. Bây giờ thì em đã hiểu. Em thật sự xin lỗi chị Carrie ạ. Không phải tại em đâu. Tất cả là lỗi tại chị vì chị đã để lạc mất em ấy. Rất cảm ơn em vì em đã chăm sóc cho Bon Bon tốt như vậy. Không có gì mà. Bây giờ tụi chị phải đi rồi. Bon Bon, lên thôi em. Em không muốn đi. Sao vậy Bon Bon? Lên đi chứ em. Không, không. Em muốn ở lại đây chơi. Bon Bon. Em không đi đâu. Ở đây Bon Bon đã chơi rất vui với mọi người. Bon Bon. Vậy là đủ rồi. Em có lên xe không hả? Em không chịu. Chị không cần phải chở em ấy đâu. Tại sao? Bởi vì Bon Bon đã đủ giỏi để đi một mình rồi, đúng không nào? Dạ. Đúng rồi ha. Bon Bon có thể tự đi. Vậy Bon Bon hãy cho chị Carrie thấy em giỏi thế nào đi. Bây giờ Bon Bon đã biết luật lệ giao thông rồi đó. Nếu em chứng tỏ cho chị Carrie thấy thì sau này em có thể đến thăm mọi người bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ đúng. Tốt lắm, mày hãy xuất phát đi. Cảm ơn ta vô rất nhiều. Đừng cảm ơn nữa. Nhanh lên đi chị Carrie. Được rồi Bon Bon. Tạm biệt chị Carrie. Tạm biệt Bon Bon. Bon Bon, chuyến đi tốt lành nha. Dạ, hẹn sớm gặp lại. Đúng là thật tốt khi Bon Bon và Carrie tìm thấy nhau. Những bạn xe buýt nhỏ và Bon Bon đã trải qua một ngày tuyệt vời.